Chào các bạn, nhà đại lý phụ kiện giới thiệu các bạn một sản phẩm đó là bàn Z3D cỡ trung có kích thước 2535, độ dày 4 ly, có bo viền, hai mặt đều sần, hai mặt sần, kích thước 4 ly, 3D rất là tuyệt vời. Bo viền để chống sổ xước, cao su thì có độ co giãn. Ngoài bàn phím 3D, bàn Z 3D này, đại lý phụ kiện còn rất nhiều các loại bàn Z khác. Các bạn hoàn toàn có thể vào trang web đại lý phụ kiện.com.vn để tham khảo thêm. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.